Ngày xưa anh từng nói, chia sẻ không phải là để giải quyết mọi việc, mà là để vơi đi. Nếu bây giờ anh thấy cần thiết thì... Đúng là ngày xưa nhiều cái hay ho nhỉ. Thật sự anh luôn bị ám ảnh từ gương mặt của em. Trong tất cả những ca phẫu thuật, anh luôn lấy em làm chuẩn mực để hướng tới. Như vậy có tội lỗi hay không? Anh vẫn là một chàng trai rất trẻ đấy. Này, đừng có quên là mình hơn 30 tuổi rồi đấy. Mà sao tự nhiên hôm nay mạnh mồm thế? Nếu để nói về mạnh mồm ấy, thì anh muốn nói một buổi tối nào đấy, khi trở về nhà, được nhìn thấy em đứng ở cửa và mỉm cười. Trước khi mọi người về nhà ông nội, con xin phép được nói vài câu được không ạ? Con lại muốn bày trò gì nữa đây? Sao dì nói lạ thế? Từ trước tới giờ người bày trò đâu phải là tôi. Con cứ nói đi. Con chỉ muốn cho mọi người xem một màn ảo thuật đặc sắc thôi ạ. Mọi người đi theo con. Mọi người cứ đứng ở đây và nhìn ra ngoài cửa ạ. Chờ con một lát. Con đã bắt được vong rồi ạ.